Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyện. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Giả, tác giả Phong Ngữ, chương 111, ý định ra ngoài. Ngay khi mũi kiếm của thanh ngư kiếm trong tay Viên Minh đâm trúng Độc Nhãn phụ nhân, thì quanh thân của ả lại một lần nữa sáng lên một tầng ánh sáng màu vàng, ý đồ bảo vệ thân thể của ả. Nhưng quang mang này đã rất ảm đạm. Viên Minh thấy thế thì bước tới phía trước một bước, vận chuyển pháp lực một lần nữa đâm tới. Xoẹt một tiếng, ánh sáng màu vàng vỡ vụn, trường kiếm đâm vào phía sau lưng của Độc Nhãn phụ nhân. Độc Nhãn phụ nhân đã thấy mũi kiếm đâm được ra một nửa trước ngực, thân sắc hiện lên vẻ khó tin, miệng ngập ngừng nhưng không thể nào phát ra được gì. À không thể tin được, giao hỏa lần trước còn bị chúng truy sát khắp núi, bây giờ lại chơi à xoay mông mà à vẫn không hề có lực hoàn thủ. Viên Minh vặn trường kiếm trong tay một cái, trong khoảnh khắc mũi kiếm đâm nát trái tim của Độc Nhãn phụ nhân. Ô Mộc trong cài tóc mất đi pháp lực duy trì, còn chưa kịp quay đầu thì cạch một tiếng rơi trên mặt đất. Hắn tìm kiếm một hồi ở trên người Độc Nhãn phụ nhân, chỉ tìm được trường tiên gai ngược cùng với một khối lệnh bài đã vỡ vụn màu vàng sứ. Vừa rồi thứ tản mát ra tia sáng màu vàng bảo vệ Độc Nhãn phụ nhân hẳn là vật này. Nhưng mà lúc trước bị địa hỏa nôi nổ qua một lần, lại bị Viên Minh đánh ả trọng thương nên đã hoàn toàn bị hủy hoại. Viên Minh thu hồi trường tiên và ô bọc trong gài tóc, cũng không xem kỹ, đã phải chạy trở về chỗ của mẫu tử đồ á. Đúng lúc này, ở trên không bỗng nhiên truyền đến một tiếng bén nhọn. Hồ hỏa! Viên Minh âm thầm cắn răng, quay đầu một lần nữa lao vào trong rừng rậm. Trên bầu trời, một con thanh chuẩn lướt xuống, hồ hỏa mang theo hai nhân tiêu hạ xuống. Gã đánh giá một chút thi thể Độc Nhãn phụ nhân, cau mày, sau đó khống chế thanh chuẩn đuổi theo phương hướng Viên Minh rời đi. Chờ sau khi gã đi rồi, Ô Lỗ mới từ phía sau chậm rãi ung dung chạy tới. Nhìn thấy thi thể của Độc Nhãn phụ nhân trên mặt đất, gã giật giật khóe miệng, cô không nhanh không chậm đi theo. Ở một bên khác, hồ hỏa khống chế thanh chuẩn bay vút ở trong không trung, cầm trong tay một pháp khí dạng ống tròn, xem xét núi rừng bốn phía. Bỗng nhiên gã nhìn thấy một thân ảnh màu trắng từ chỗ khe hở trong rừng trượt lóe lên. Tìm được rồi! Ánh mắt của Hồ Hòa trưởng lão chớp động. Lần này gã không hô người tới, một là sợ kinh động đến Viên Minh làm cho hắn đào tẩu một lần nữa, hai là bên cạnh gã vẫn còn hai nhân tiêu kể cả cáp cống ở bên trong, căn bản không lo lắng không đối phó được Viên Minh. Thế là gã khống chế thanh chuẩn lập tức đuổi theo đạo thân đảnh kia. Nhưng mà tốc độ hiện tại của Viên Minh so với trước đó đã nhanh hơn không ít. Khi thôi động hóa thân vượn trắng, bước đi như bay, động tác cực kỳ linh hoạt, tung mình ở trong núi rừng, rất khó truy tìm. Mà khi mấy người hô hỏa thật vất vả mới đuổi tới một khu vực sông, nhìn thấy thảm thực vật ở hai bên có vẻ thừa thớt, thì lúc này thân ảnh của Viên Minh mới lộ ra hoàn toàn. Có vẻ như hắn muốn dùng dòng sông để che đi tung tích của mùi vị của mình, chỉ là còn chưa kịp tiến vào bên trong sông thì đã bị đuổi kịp. Hồ Hòa cười lạnh một tiếng, hai ngón tay nắm một tiểu kỳ mảnh khảnh hình tam giác, vùng nhẹ về phía Viên Minh. Kim thiền ở bên trên mặt tiểu kỳ tam giác lập tức giống như là sống lại, há miệng phun một cái tới Viên Minh. Chỉ một thoáng sau đó, một ngọn lửa màu đỏ mãnh liệt phun ra, nhào tới Viên Minh đang ở bên sông. Viên Minh chỉ cảm thấy phía sau lưng có một đoàn nhiệt lực phủ tới, quay đầu nhìn qua, vội vàng nghiêng sang một bên, lao thẳng vào bên trong nước sông lạnh buốt. Nước sông không quá sâu, không thể nào hoàn toàn che đi thân hình vượn trắng cao lớn. Hắn vừa mới ngẩng đầu, đã thấy một hỏa diễm màu vàng đỏ cuồn cuộn đánh tới. Viên Minh vội vàng nặn vào bên trong nước, theo nước sông bơi xuống hạ du. Hồ Hỏa thấy thế, lấy ra một cây chuông bạc từ trong ngực, nhẹ nhàng lắc. Thân thể của nhân tiểu cáp cống lập tức run lên, bên trong đôi mắt tĩnh mịch tách ra một điểm hung quang. Bên trong hai lỗ tai tỏa ra từng sợi sương mù màu đen. Hồ Hỏa khống chế thanh chuẩn hạ xuống bờ sông, chỉ vào cái bóng trắng trôi nổi ở bên trong dòng nước, khẽ quát một tiếng. Đi! Nhân tiểu cáp cống lập tức nhảy xuống khỏi thanh chuẩn, đuổi tới Viên Minh trong nước sông. Động tác của gã cứng ngắc, nhưng tốc độ lại không chậm. Tiến vào bên trong nước sông cũng vẫn là kiểu chạy mà không phải là bơi lội. Cảm giác nhân tiêu này hành động không bình thường, chỉ bằng vào bản năng, cũng không linh động như là nhân tiêu vương. Nhìn cáp cống đuổi theo từ phía xa,
Hô Hỏa đang muốn khống chế Thanh Chuẩn cất cánh một lần nữa, thì Thanh Chuẩn ở dưới thân lại đột nhiên truyền đến một tiếng kêu khẽ bất an, vùng vẫy mấy lần lại không thể bay lên được. Hô Hỏa lập tức ý thức được có điều gì đó không thích hợp, mang theo một nhân tiêu còn lại, lúc này nhảy từ trên lưng của Thanh Chuẩn xuống. Ở giữa không trung, gã quay phát đầu lại mới phát hiện ra ở dưới chân của Thanh Chuẩn lại có từng dây leo to lớn cuốn lại khó gỡ, tạo thành hai cái lồng giam bằng dây leo, gắt gao trói chặt hai cái móng vuốt của nó lại. Cùng lúc đó, ở trên mặt đất đột ngột đâm ra ba cây gai gỗ, xuyên thẳng tới chỗ yếu hại của Thanh Chuẩn. Hô Hỏa run lên, vội vàng vung tiểu kỳ tam giác lên, phun ra một đám lửa, mộc thứ và mộc lão đồng thời bị thiêu hủy. Thanh Chuẩn cũng bị thiêu đến kêu thảm một tiếng, thoát khỏi trói buộc, rồi xông vào không trung. Khủng hoảng và đau đớn làm cho nó vô thức muốn rời xa nơi đây, chỉ là còn không bay được bao xa thì lại bị Hô Hỏa vừa mới rời xuống đất đang cầm một viên thạch phù trong tay khống chế bay trở về. Trong lòng của Hô Hỏa biết là Viên Minh đang giở trò quỷ, gã không dám dừng lại quá lâu, lập tức dùng chuông triệu hoán nhân tiêu cấp cống trở về. Ta đã ở chỗ này, không phải ngươi luôn mồm kêu muốn báo thù cho cấp cống sao? Sao lại giấu đầu hở đuôi không báo thù này sao? Hô Hỏa nhìn bốn phía, mở miệng chào phúng Viên Minh, muốn khích hắn hiện thân, nhưng mà chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, không có gì phản ứng. Nếu ta là người, hiện tại có thủ đoạn gì sẽ dùng hết, không phải chờ cáp cống trở về, người cũng không muốn tự tay chặt đầu của hắn đúng không? Sẽ dễ dàng ra tay một chút phải không? Hô Hỏa tiếp tục hô. Đúng lúc này, phía sau của gã, bên trên một chạc cây của một gốc cổ thụ, một bóng người lặng yên hiện ra, từ bên trên xoay người hạ xuống. Hàn quang trường kiếm trong tay lóe lên, trực tiếp đâm về phía đầu của Hô Hỏa. Hô Hỏa cũng không quay đầu, đưa tay vung lên. Lúc này, mặt của tiểu kỳ tam giác lóe lên, hư ảnh của một con kim thiềm hiện ra, như quang thuẫn, mang theo quang mang mông lung, ngăn cản ở trên đỉnh đầu. Trong khoảnh khắc trường kiếm của Viên Minh đâm trúng quang thuẫn, phát ra một tiếng vang rợn người, mũi kiếm lại chưa thể đâm rách màn sáng phòng ngự của quang thuẫn. Lúc này hung quang trong mắt của cỗ nhân tiêu kia lóe lên, nhất thời nhảy vọt lên, huy quyền đánh tới Viên Minh. Một tay của Viên Minh giờ kiếm đón đỡ, tay kia bấm niệm pháp quyết, trong miệng khẽ quát một tiếng khởi. Lời quán vừa nói ra đã bị một quyền nện bay ra ngoài. Cùng lúc đó, mặt đất ở dưới chân của Hô Hỏa nứt ra, từng chiếc dây len bầu đen phá bất nhào lên quấn quanh gã. Hô Hỏa phát hiện không ổn, thân hình đột ngột nhảy lên, vùng tiểu kỳ tam giác xuống đất, phun ra một cỗ hỏa diễm màu vàng đỏ thiêu đốt những sợi dây leo. Nhưng mà ở bên trong liệp diễn cuồn cuộn, đột nhiên có một cây hắc đằng đâm xuyên qua thẳng lên cổ họng của Hô Hỏa. Hô Hỏa có cảm giác, vội vàng mũi chân điểm một cái, lùi về phía sau né đi, kéo dài khoảng cách với hắc đằng. Ngay khi gã thoát ly phạm vi công kích của hắc đằng, cảnh tượng làm cho gã ngạc nhiên xuất hiện. Ở bên trong hỏa diễm, một con hắc thiềm hình thể không lớn nhảy vọt ra thẳng đến mặt của gã. Cổ bào phía sau lưng đang liên kết với một cây hắc đằng kia, khoảng cách giữa hai bên đang bị rút ngắn. Cây hắc đằng kia lại một lần nữa tụ lực đâm tới, lao thẳng đến cổ họng và chỗ yếu hại. Mà thấy hắc đằng sắp đánh tới chúng Hô Hỏa, một bóng trắng bỗng nhiên nhảy vọt ra từ bên cạnh, ngăn cản ở trước người Hô Hỏa, chính là con nhân tiêu kia. Chỉ thấy hắc đằng đâm trúng ở bên bụng của nhân tiêu, lấy lực lượng kinh người vậy mà đâm xuyên qua làn da cứng rắn của nó. Theo dịch độc nhanh chóng tràn vào cơ thể của nó, phần bụng của nhân tiêu nhanh chóng bị dịch độc ăn mòn, rất nhanh đã không thể đứng thẳng mà ngã lăn ra trên mặt đất. Hô Hỏa thấy cảnh này thì trong lòng kinh hãi, đồng thời trong đầu cũng nghi vấn liên tiếp không thôi. Vật nhỏ đen xì kia có phải là linh thú không? Từ khi nào Viên Minh có được linh thú như thế? Khi tâm niệm dâng lên, đồng thời gã vội vàng vung tiểu kỳ tam giác lên, hỏa diễm cuồn cuộn lập tức vọt qua hắc thiềm. Nhưng mà hắc thiềm đánh một kích thành công, đã được Viên Minh triệu hoán trở về từ lâu. Bấy giờ bên trong dòng nước sông có một đạo thân ảnh màu trắng ngược dòng chạy đến, chính là nhân tiêu cáp cống. Viên Minh thấy thế thì lập tức mang theo hắc thiềm nhảy vào bên trong dòng sông, sau khi vòng qua cáp cống ra sức bơi xuống hạ du. Lúc trước hắn dùng dây leo biện thành hình nhân thế thân, lấy ra vượn trắng trùm lên rồi để nó bơi xuống hạ du. Hô Hỏa thì vẫn còn tưởng rằng phi mau chi thuật vẫn là chỗ dựa duy nhất của Viên Minh, cho nên mới bị mắc lừa. Tiểu tử này càng ngày càng khó đối phó.
nhìn thân ảnh của Viên Minh đi xa, lông mày của Hô Hòa lại một lần nữa nhíu chặt. Gã dùng chuông trong tay một lần nữa để cắp cống đuổi theo, bản thân thì định đi tìm khôn đồ để tụ hợp. Rất nhanh, Viên Minh tìm về tấm da vượn trắng ở một mảnh chỗ nước cạn. Sau khi hắn leo đến bờ, quay đầu kiểm tra một phen, lại ngẩng đầu nhìn trên bầu trời. Hô Hòa không đuổi theo sao? Hắn âm thầm suy nghĩ. Lúc này trong bầu trời đêm, một cái bóng màu đen bay trở về xoay vòng. Chính là hồn nhà lúc trước ngậm y phục của hắn dẫn khôn đồ đi. Hồn nhà xông vào mi tâm của Viên Minh, một lần nữa về thế thức hải của hắn. Hắn đã nắm giữ cơ bản thủ đoạn của Hô Hòa, đủ để ứng phó tự nhiên. Hiện tại càng làm cho hắn lo lắng hơn chính là khôn đồ. Tu vi của người này vốn cao thâm, càng có một kiện pháp khí trung phẩm. Sau khi trở thành đệ tử nội môn, thực lực càng có tăng trưởng nhất định, nên cần phải cẩn thận đề phòng hơn. Viên Minh suy nghĩ một chút, thi triển mộc ẩn thuật. Sau khi thần hồn tiến hóa, hắn càng thêm nhạy cảm đối với trường không pháp lực, hiệu quả mộc ẩn thuật cũng càng tốt hơn. Chim thú sâu kiến ở gần hoàn toàn không hề phát hiện ra hắn tồn tại. Viên Minh rất hài lòng đối với cái này, đi đường vòng trở về Miêu Hoa trại, xem an nguy của mẫu tử đồ á. Mộc ẩn thuật hiệu quả vô cùng tốt, đoạn đường này không có bất kỳ khó khăn trắc trở gì. Rất nhanh đã quay trở về Miêu Hoa trại, mẫu tử đồ á đã không thấy đâu cả. Chung quanh cũng không có vết tích vật lộn, bụi cỏ ở giữa có thể nhìn thấy hai hàng dấu chân mơ hồ, xem ra các nàng đã tự động trốn đi rồi. Chương 112: Cái giá phải trả của chàng hồn. Cũng coi như thông minh. Viên Minh thầm nói một tiếng, đuổi theo dọc phương hướng dấu chân, đồng thời thi triển năng lực viễn du để phóng xuất ra ba con hồn nha tìm kiếm mẫu tử đồ á. Tốc độ của hồn nha nhanh hơn tuấn mã, ở giữa không trung lại không có trở ngại, rất nhanh tìm được tung tích của mẫu tử đồ á. Hai người đang vội vàng chạy trốn dọc theo một con đường nhỏ trong núi. Tựa hồ chân của mẫu thân đồ á bị thương, đi đường khập khiễng nên căn bản không đi nhanh được. Mà có lẽ do hai người hoảng hốt chạy bừa nên cũng không trốn ra ngoài núi, lại chạy vào chỗ sâu ở bên trong thanh ngáo sơn. Sắc mặt của Viên Minh khẽ buông lỏng, đuổi sát tới. Ở gần một bụi gai trên đường nhỏ sâu bên trong thanh ngáo sơn, đồ á đang đỡ lên mẫu thần chậm chạp tiến lên. Mẫu thần đồ á chỉ là một thôn phụ bình thường, căn bản không biết nên đi chỗ nào. Bây giờ suy nghĩ trong lòng của nàng chỉ là bảo hộ nữ nhi của mình, rời xa những kẻ ác ma giết người kia. Ô! Đồ á kinh hô một tiếng, bị một đoạn rễ cây làm trượt chân trước mặt đất. Mẫu thần của đồ á vội vàng quay người đỡ nữ nhi dậy, nhưng vào lúc này, ở phía trước rừng cây chợt vang lên một tiếng xì xào, một bóng người nhảy ra. Đừng, đừng tới đây! Mẫu thần đồ á hoảng sợ kêu to, ôm nữ nhi vào trong ngực, sụi lờ trên mặt đất. Hai vị không cần sợ hãi, ta không làm tổn thương các người. Người tới chính là Viên Minh. Rốt cuộc là người muốn làm gì? Mẫu thần của đồ á cũng nhận ra Viên Minh, vẻ hoảng sợ ở bên trong ánh mắt cũng không giảm bớt nửa phần. Đi theo ta, ta mang các người đi tới nơi an toàn. Viên Minh vội vàng nói. Mẫu thần đồ á e ngại nhìn Viên Minh, không nói gì cũng không hề động thân. Viên Minh khẽ giật mình, lập tức rõ ràng đối với bản thân hai người mà nói, mình cũng là một tên ác ma giết người. Người có muốn mình và nữ nhi của mình sống không? Hắn ho khan một tiếng, dùng hết khả năng để hòa hoãn lại, hỏi một lần. Mẫu thần của đồ á nhìn ra Viên Minh cũng không có ác ý, nhưng vẫn quá sợ hãi, vô thức gật đầu. Vậy đi theo ta, ta mang các người đi chỗ an toàn. Viên Minh nói. Ngươi là ai? Tại sao lại giúp chúng ta? Mẫu thần đồ á do dự hỏi một chút. Hiện tại thời gian cấp bách, ta không dành giải thích với các người, muốn sống thì đi theo ta. Viên Minh nói một câu, đi đến bên ngoài thanh ngáo sơn. Mẫu thần đồ á do dự, không biết có nên nghe người trước mắt này hay không. Mặc dù trước đó Viên Minh đã giúp các nàng, nhưng nàng nhìn ra được cũng là đồng bạn của Viên Minh đã diệt Miêu Hoa trại. Nếu ở lại nơi này, thấy ác ma giết người khác, thì cô nhi quả mẫu các nàng sẽ tuyệt khó sống sót. Rất nhanh, mẫu thân của đồ á quyết định kéo theo đồ á đi theo. Thấy Viên Minh dừng bước, sau đó quay người. Người muốn làm gì? Mẫu thần của đồ á lại một lần nữa lộ ra phải khẩn trương. Các người đi quá chậm. Viên Minh nói xong một câu, không nói gì nữa, mà nắm theo hai người thi triển vô ảnh bộ lao đi. Mẫu tử đồ á chỉ cảm thấy tiếng gió bên tai gào thét. Tất cả trong mắt nhanh chóng lui về phía sau, còn chưa đợi phản ứng lại, phát hiện bản thân đã ở một chỗ ngã ba đường Tây Bắc Miêu Hoa trại.
Một con đường trong đó có chút rộng rãi, đủ để hai xe ngựa song hành, uốn lượn thông về phương xa. Thời điểm Viên Minh tới Miếu Hoa Trại đã đi qua con đường này, hai mươi mấy dặm ở phía trước có một thị trấn có quy mô khá lớn. Bịch La Động đồ sát thu hồn sẽ chỉ tìm một vài bộ lạc nhỏ vắng vẻ, sẽ không xuất thủ với thành trấn phồn hoa. Hàn buông hai người đồ á xuống, nói cho mẫu thân đồ á vị trí thị trấn. Đến nơi đó, các người sẽ an toàn. Con đường này là thương đạo, sẽ không thấy kẻ địch, các người có thể yên tâm. Cuối cùng Viên Minh nói, đa tạ, người không đi cùng chúng ta sao? Mẫu thân đồ á an tâm một chút hỏi. Viên Minh lắc đầu, hắn xuất thủ đối với bọn người Hồ Trát, công nhiên chống lại mệnh lệnh của Bích La Động. Nếu không thể giải quyết toàn bộ bọn người hô hòa, khôn đồ, dù là chạy thoát một tên, thì chờ đợi hắn chính là truy sát vô cùng vô tận của Bích La Động. Trợ giúp mẫu tử đồ á đến mức này đã là cực hạn rồi. Đi nhanh đi, nếu chậm thêm. Hắn vừa mới mở miệng, lời còn chưa dứt thì một cỗ gió nhẹ từ đằng xa thổi đến, quét sạch lá cây. Viên Minh nhướng mày, vậy mà trong cỗ gió nhẹ kia mang theo một chút khí tức của hung thú. Hắn vội vàng điều khiển ba con hồn nhà dò xét ở gần, giật nhanh hơi biến sắc, lấy ra tấm da vượn trắng, hóa thành hình thái vượn trắng. Viên Minh vừa mới làm xong những thứ này thì ở cách đó không xa trong rừng cây vang lên một tiếng xì xào. Một thân ảnh cao lớn nhảy ra, chính là Cáp Cống biến thành nhân tiêu. Đồ Á nhìn thấy quái vật như vậy, thân thể run rẩy lầy bầy. Mẫu thần của Đồ Á cũng lộ vẻ sợ hãi, không chút nào phát hiện ra quái vật trước mắt chính là Cáp Cống biến thành. Các người né một chút đi. Viên Minh triệu hồi ra hắc thiềm, trầm giọng nói. Mẫu thần Đồ Á đã kinh qua kịch biến, không yếu ớt nhát gan giống như trước đó, mà vội vàng che chở nữ nhi chạy trốn. Cáp Cống không để ý đến hai người Đồ Á, hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Viên Minh, gầm thép một tiếng rồi nhào tới. Viên Minh bấm niệm pháp quyết điểm một chỉ, mặt đất ở trước người Cáp Cống vỡ ra, làm cây gài gỗ đâm về phía bụng của Cáp Cống, thế nhưng lại bị gã nhanh nhẹn né tránh. Viên Minh đã sớm lĩnh giáo qua tốc độ của nhân tiêu, thờ dịp gã né công phu mà cong ngón tay búng ra, bắn ra một viên đạn khói đánh tới trước người Cáp Cống. Ầm một tiếng, rất nhiều sương mù màu xám dâng lên che khuất tầm mắt của Cáp Cống. Cáp Cống nổi giận gầm lên một tiếng, đùi phải nổi lên thanh quang đồng đậm, biến thành thô to gấp bội, bỗng nhiên đạp mạnh một cái trên mặt đất. Một tiếng nổ trầm thấp vang lên, mặt đất bị đánh ra một cái hố sâu. Một cỗ cuồng phong thanh quang xen lẫn ở trong đó quét ngang, thổi tan hơn phân nửa sương mù. Vào thời khắc này, một con hắc đội nhà bay tới từ phía đối diện, vọt tới trước mặt Cáp Cống. Cách thân thể của gã chỉ có một thước, nhưng mà Cáp Cống giống như là biết trước vậy, xê dịch bước chân, nhẹ nhõm vọt tới tránh đi. Viên Minh lộ ra vẻ kinh ngạc, không muốn hiểu tại sao trong con mắt của Cáp Cống có thể nhìn qua được sương mù. Cái miệng lớn như là chậu máu của Cáp Cống há ra, phát ra một tiếng rít gào. Đột nhiên khí lưu trong phương viên vài chục trượng khuấy động kịch liệt, nhấc lên cuồng phong, chẳng những dễ dàng thổi tan sương mù còn sót lại, mà còn nhấc lên bụi đất, càng làm cho Viên Minh không mở mắt ra được. Cáp Cống thừa cơ tiếp tục đánh tới, hai lợi chảo đan xen chém về phía cổ của Viên Minh. Nhưng lại có cái bóng đèn ở bên cạnh Viên Minh hiện ra, hai con hắc độ nhà bay ra, nhào về phía mặt Cáp Cống. Cáp Cống không để ý tới công kích của Viên Minh, lại vội vàng một lần nữa né tránh qua một con hắc độ nhà, thế nhưng không thể tránh được con thứ hai. Hắc độ nhà hùng hăng đâm vào chỗ mi tâm của gã, vậy mà xuyên vào, tiến vào thức hải của gã. Hồn nhà biến thành trạng thái hư linh, vọt tới thân hồn của Cáp Cống, rồi ầm một tiếng tàn vỡ. Thân thể của Cáp Cống đại chấn, quỵ dưới mặt đất, tay chân run rẩy co quắp lại, căn bản không đứng dậy được. Sắc mặt của Viên Minh cũng tái nhợt mấy phần, nhưng hành động của hắn không chịu ảnh hưởng, lại dùng tâm niệm thúc giục. Mặt đất ở bên cạnh Cáp Cống vỡ ra, một cây tử hắc yêu đằng bắn ra từ đó, nhanh chóng cuốn chặt lấy thi thể dị thường của gã. Mấy nhịp thở sau đã hình thành một cái lồng giam tử hắc yêu đằng. Thân thể của Cáp Cống vẫn ở vào trong trạng thái co rút, không có bất kỳ chống cự gì, bị lồng giam tử đằng một mực giam cầm. Biểu lộ của Viên Minh khẽ buông lỏng, mộc lao thuật lấy từ hắc yêu đằng hình thành không thể bị phá vỡ. Từ tình huống chiến đấu trước đó thì Cáp Cống không thi triển năng lực công kích hỏa thuộc tính thì sẽ không có khả năng thoát được. Mẫu tử Đồ Á nhìn thấy quái vật bị chế phục cũng nhẹ nhàng thở ra. Mẫu thân, ca ca này thật lợi hại, sau này Đồ Á cũng muốn trở thành như vậy. Đồ Á lại không sợ hãi, còn mắt tỏa sáng nhìn đánh nhau phía trước.
Người đang nói bậy bạ cái gì đấy? Mậu thần đồ á vội vàng che miệng nữ hài, không cho nàng hồ ngôn loạn ngữ. Căn bản là đồ á không sợ, tròn căng con mắt nhìn bóng lưng Viên Minh. Viên Minh tự nhiên nghe được động tĩnh của hai người từ sau lưng, lại không để ý đến, vất tay triệu hồi hai con hồn nha còn lại ngồi xuống điều tức. Hắn vừa mới thi triển chính là thần hồn sau khi biến hóa đạt được năng lực tràng hồn. Hồn nhà sẽ tiến vào thức hải của địch nhân, sau đó tự bạo để đồng quy vũ tận. Uy lực của tràng hồn vô cùng đáng sợ, địch nhân hơi nhỏ yếu một chút sẽ trực tiếp hồn phi phách tán, thần hồn mạnh hơn một chút cũng sẽ bị trọng thương. Trong thời gian ngắn, ý thức bị hỗn loạn, thân thể mất đi năng lực hành động, giống như là cáp cống trước mắt. Lực công kích của tràng hồn mạnh như thế, thế nhưng cái giá phải trả cũng không thể coi thường. Lấy lực lượng thần hồn của hắn trước mắt, chỉ có thể thi triển 3 lần tràng hồn. Hơn nữa tràng hồn khác với năng lực bình thường khác, một khi thi triển sẽ làm cho hồn lực bạo tạc trong thức hải của địch nhân tiêu tán, mảy may không cách nào thu về được. Hồn lực không giống với pháp lực, khôi phục khá khó khăn. Mặc dù có Minh Nguyệt Quyết, thì 3 thành hồn lực cũng cần chừng 7 ngày mới có thể khôi phục được. Cái giá phải trả to như thế, xem ra tràng hồn cũng không thể tùy ý sử dụng. Viên Minh thầm nghĩ trong lòng, sau khi vận công điều thức thì sắc mặt đã khôi phục lại. Tổn thức lực lượng thần hồn không có khả năng nhanh chóng hồi phục như cũ, chỉ có thể chậm rãi khôi phục mà thôi. Hắn đứng dậy, đi tới bên cạnh cáp cống. Cáp cống đã tỉnh dậy từ bên trong trạng thái bị tràng hồn công kích. Mặc dù bị giam cầm thân thể, nhưng miệng vẫn còn có thể hành động, đang không ngừng gào thét. Huyết hồng trong mắt đều là vẻ khát máu và hung quang. Viên Minh nhìn qua cáp cống điên cuồng chớp mắt, có chút trầm mặc. Ở quy tàng các, hắn đã muốn tìm hiểu qua tư liệu có liên quan tới nhân tiêu và phi mão thuật, đáng tiếc cũng không tìm được gì cả. Tựa hồ Bích Lao Động cố ý giấu giếm tất cả về phi mão thuật, phương pháp luyện chế phi mão thuật cũng không cất giữ ở bên trong quy tàng các. Đối với cáp cống lột xác thành nhân tiêu, trước mắt thì hắn không có bất kỳ biện pháp nào có thể giúp đỡ khôi phục được. Cáp cống đã xuất hiện ở đây, chỉ sợ bọn người hô hòa sẽ rất nhanh đuổi tới. Thời gian còn lại của hắn đã không còn nhiều nữa. Chẳng lẽ phải giết cáp cống sao? Việt Minh siết chặt bàn tay. Vị đại nhân này, có phải nên giết quái vật này rồi mau chóng rời khỏi nơi này hay không? Mậu thần đồ á thấy Việt Minh nhìn quái vật ác tâm mà xuất thần, không nhịn được mà nói. Việt Minh hơi chấn động một chút, quay đầu nhìn về phía nàng. Đại nhân, là ta nói sai rồi. Mậu thần đồ á bị nhìn thấy thì trong lòng hoảng hốt. Viên Minh thu tầm mắt lại, đáy mắt hiện lên một tia bi ai. Nếu như mẫu thần của đồ á biết quái vật trước mắt này chính là phu quân của nàng, thì không biết trong lòng sẽ có cảm tưởng gì. Cáp cống nghe được thanh gầm của nàng, thì đột nhiên tiếng gầm dừng lại, huyết quang ở trong mắt lại ảm đạm đi không ít. Ánh mắt của Viên Minh lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn mẫu thần đồ á một chút, trên mặt hiện ra vẻ như nghĩ tới điều gì đó, trong lòng có một suy đoán mơ hồ. Chương 113, bất lực. Tình huống huyết quang trong hai con mắt của cáp cống ảm đạm đi không kéo dài quá lâu, rất nhanh đã khôi phục như lúc ban đầu, tiếp tục lớn tiếng gầm thét, thậm chí so với trước đây còn kịch liệt hơn mấy phần. Xem ra cáp cống cũng không hoàn toàn mất đi thần trí, nghe được thanh âm của thế tử, lý trí lại khôi phục ngắn ngủi. Viên Minh thầm nghĩ trong lòng, lý trí của cáp cống vẫn còn, nên cũng không phải là hoàn toàn không có biện pháp. Hắn ngồi xếp bằng ở trước người cáp cống, một tay đè đầu gã, ý đồ cảm ứng thức hải của cáp cống. Thức hải của cáp cống đã bị huyết quang xiên xệt chiếm cứ, hồn lực vận chuyển trở nên trì trệ dị thường. Thế nhưng huyết quang lại có chút dị động, đảo ngược khống chế tất cả. Viên Minh hết sức quen thuộc những huyết quang này, bởi vì trước đây cũng đã thấy qua bên trong thức hải của mình, chính là sát khí do phi mão thuật hình thành. Đây chính là tình huống hoàn toàn bị sát khí khống chế, cũng không sai so với dữ liệu của ta. Viên Minh lầm bầm nói, toàn lực đã vận hành ngự thú thuật. Thức hải của nhân tộc và hung thú hoàn toàn khác biệt, không thể nào lạc ấn phù văn ngự thú, cho nên ngự thú thuật cũng không phải là pháp thuật dùng để đối phó với nhân tộc, thế nhưng lại có thể dày vò để khuất phục ý chí của đối phương. Viên Minh nghĩ rằng muốn lợi dụng ngự thú thuật để thử đánh thức cáp cống. Một cỗ hắc khí tiến vào bên trong thức hải của cáp cống, không để ý tới thần hồn của cáp cống, đều phóng tới những huyết quang sát khí kia. Những huyết quang sát khí này khống chế thần trí của cáp cống. Chỉ cần nó có thể suy yếu, thậm chí khu trừ, thì hẳn là cáp cống có thể khôi phục lại.
Ý nghĩ của Viên Minh không sai, nhưng áp dụng thì còn xa so với dữ liệu của hắn. Nhưng huyết quang sát khí này khó chơi hơn so với lực lượng thần hồn. Cơ hồ hắc khí ngự thú thuật trùng kích lại không có hiệu quả. Hắn nhướng mày, nhưng rất nhanh lại giãn ra, làm ngón tay có chút uốn lượn tụng niệm chú ngữ. Hắc khí của ngự thú thuật ở bên trong thức hải của cáp cống lập tức áp xúc ngưng tụ, hóa thành hai tảng đá lớn màu đen xoay tròn không ngừng nghỉ, phảng phất như hai cái cối xay màu đen nghiền ép những huyết quang sát khí ở bên trong thức hải. Sau khi thần hồn biến hóa, Viên Minh điều khiển lực lượng thần hồn càng thêm thành thạo, trình độ của ngự thú thuật cũng nước lên thì thuyền lên, đã có thể điều khiển hắc khí ngự thú thuật tiến hành biến hóa hình thái. Đương nhiên, hắc khí biến hóa cũng không phải là trống rỗng hình thành, trong đó xen lẫn cả tác dụng của Minh Nguyệt Quyết. Sau khi hóa thành cối xay màu đen, uy lực của ngự thú thuật lập tức được tăng thêm rất nhiều. Huyết quang sát khí không chịu nổi bắt đầu tán loạn. Minh Nguyệt Quyết quả nhiên lợi hại, một chút biến hóa lại có được năng lực như vậy. Viên Minh khẽ vuốt cằm, cáp cống thì không thư thái như vậy, mặt lộ ra vẻ thống khổ, gào thét không thôi. Bên trong những huyết quang sát khí này ẩn chứa rất nhiều lực lượng thần hồn của gã, cả hai đã khó phân biệt ra, hiện giờ cùng nhau bị nghiền nát, tự nhiên là thống khổ rồi. Viên Minh mắt điếc tai ngơ, tiếp tục thi triển pháp thuật. Bên trong thức hải của cáp cống, huyết quang không ngừng bị suy yếu, không lâu sau thì đã tiêu tán hơn phân nửa. Trên mặt của cáp cống hiện ra vẻ tái nhợt, thở dốc không thôi, lực lượng thần hồn của gã cũng đã bị tiêu diệt hơn non nửa rồi. Nhưng mà tất cả đều đáng giá, huyết sắc ở trong mắt của cáp cống đã rất ảm đạm, khoảng cách khôi phục thần trí đã không còn xa nữa. Huyết quang soát khí đã tiêu tán hơn phân nửa, phía trên thần hồn của cáp cống hiện ra một đạo từ phù văn quấn quanh thành huyết liên, thoạt nhìn là một loại bí thuật điều khiển nào đó. Đây là thủ đoạn của hô hỏa để điều khiển cáp cống sao? Con người của Viên Minh hơi co lại, điều khiển cối xoay màu đen bao trùm huyết liên, hùng hằng nghiền nát. Thân thể của cáp cống run lên bần bật, thất khiếu bắt đầu chảy ra máu. Huyết liên so với huyết quang sát khí kia thì kiên cố gấp 10 lần, cối xoay màu đen cũng không làm gì được. Mẫu thân đồ á nhìn thấy Viên Minh đột nhiên ngồi xuống xếp bằng thi pháp, tựa hồ đã quên các nàng, hữu tâm muốn mang nữ nhi rời đi, nhưng thấy Viên Minh không nói gì nên một bước nàng cũng không dám động. Thân ảnh ngồi xếp bằng giống như một tòa đại sơn nghi nga, trấn áp tất cả ý niệm trong đầu của nàng. Các người tới đây. Thanh âm của Viên Minh đột nhiên truyền đến, mẫu thân đồ á kinh hãi, ngược lại nơi nào đó trong lòng lại nhẹ nhàng thở ra, vẫn mang theo nữ nhi đi tới. Đại nhân, người muốn chúng ta làm gì? Mậu thân đồ á ngồi ở bên cạnh Viên Minh hỏi. Người có biết vì sao nhiều lần ta xuất thủ tương trợ các ngươi không? Viên Minh cũng không quay đầu lại nói. Xin đại nhân nói rõ. Mậu thân đồ á vẫn muốn hỏi việc này, vội vàng mở miệng. Ta và phu quân cáp cống chính là chỗ quen biết cũ. Mấy tháng trước đều ở Bích La Động làm phi mau thú nô. Viên Minh chậm rãi nói chuyện bản thân gặp nhau cùng với cáp cống và sự tình cáp cống biến thành nhân tiêu nói một lần. Đại nhân, ngài là nói quái vật trước mắt này chính là phu quân của ta? Mẫu thân của đồ á nhìn cáp cống, cảm xúc khuấy động, run giọng hỏi. Đồ á thì vẫn còn quá nhỏ, nghe không hiểu những lời của Viên Minh nói. Hắn đã trở thành nhân tiêu, hiện tại đang bị người ta khống chế. Ta đang nghĩ cách làm cho thần trí của hắn khôi phục. Chỉ là việc này không dễ dàng, cần các người giúp ta một chút sức lực. Viên Minh nói. Tất nhiên, tiểu phụ toàn lực ứng phó, chỉ cần có thể đánh thức phu quân, muốn đầu ta hay là tính mệnh của ta cũng được. Mẫu thân đồ á lau khổ nước mắt, vội vàng nói. Phu nhân không cần suy nghĩ nhiều, việc này cũng không khó khăn. Hiện tại ta đang nghĩ cách chấn áp thần hồn của cáp cống ở bên trong cấm chế. Các người dùng âm thanh gọi hắn là đủ rồi. Viên Minh nói. Vậy sao? Mẫu thân đồ á lộ vẻ vui mừng, lập tức kéo đồ á gọi cáp cống. Huyết quang sát khí ở bên trong thức hải của cáp cống đã bị Viên Minh nghiền nát hơn phân nửa. Thần trí vốn ngò ngoe muốn động, nhưng lại nghe được thế nữ la lên, rất nhanh có phản ứng lại. Thân thể của gã run lên, huyết quang trong mắt nhanh chóng biến mất, lộ ra quang mang thanh minh. Cắt nà, đồ á, là các người. Tại sao các người lại ở chỗ này? Đây là nơi nào? Cáp cống nhìn thế nữ trước mắt, nhận ra các nàng. Phu quân, ngươi tỉnh lại rồi. Mẫu thân đồ á lệ rơi đầy mặt. Phụ thân,
Đồ Á cũng rõ ràng quái vật trước mắt chính là cha nàng, muốn tới gần nhưng lại không dám. Nơi này là gần Thanh Áo Sơn. Viên Minh mở miệng nói: Viên Minh huynh, người cũng ở đây, cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì? Cáp Khống thấy Viên Minh biến thân vượn trắng, sau khi kinh ngạc thì vội vàng hỏi. Viên Minh nói ngắn gọn tình huống: Hồ Hòa đã biến gã thành nhân tiêu, hiện tại lại đang dẫn gã tàn sát Miếu Hoa Trại, giết người đoạt hồn, vậy mà Bích La Động làm việc mất nhân tính như thế. Cáp Khống giận dữ, huyết quang sát khí ở bên trong thức hải của gã rất thịnh, tựa hồ bị nộ khí dẫn phát, dường như trong hai mắt ẩn chứa huyết quang dũng động. Phong cách hành sự của Bích La Động vốn là như thế, ngươi đừng kích động quá mức, Viên Minh nhắc nhở. Cáp Cống nghe vậy thì vội vàng bình phục lại cảm xúc, rất nhanh tỉnh táo lại. Viên Minh huynh, đa tạ người giúp ta khôi phục thần trí. Gã nhìn về phía Viên Minh, chân thành nói lời cảm tạ. Trước kia người nhiều lần giúp ta, ta chỉ là có qua có lại mà thôi. Chớ có lại nói tiếp, thần trí của người đã quay về, vậy nên hãy giữ vững linh quang bản nguyên thần hồn. Ta thử tìm một chút có thể tiêu diệt sát khí ở bên trong thức hải của ngươi hay không. Viên Minh nói xong, ngữ khí có chút lo lắng. Tiêu diệt huyết quang ở bên trong thức hải của Cáp Cống đã tốn không ít thời gian, lúc nào hô hòa cũng có thể xuất hiện. Cáp Cống nghe ra lo lắng ở trong giọng nói của Viên Minh, vội vàng gật đầu, ngưng thần, giữ vững thần trí. Viên Minh hít sâu một hơi, tiếp tục vận chuyển ngự thú thuật, hai cối xay bầu đen tiếp tục xoay nghiền huyết quang sát khí. Thế nhưng những sát khí này lại cứng cỏi dị thường, mặc dù không như huyết liên không thể bị dung chuyển, nên hiệu suất của cối xay màu đen cũng hạ xuống rất nhiều. Hơn nữa, liên hệ thần hồn và huyết quang của Cáp Cống quá mức chặt chẽ, xua tan mỗi một điểm huyết quang thì lực lượng thần hồn của Cáp Cống đều sẽ bị tổn thương không ít. Nếu tiếp tục như thế, đến khi huyết quang bị xua tan toàn bộ thì thần hồn của Cáp Cống cũng sẽ sụp đổ hoàn toàn. Cáp Cống không tu luyện Minh Nguyệt Quyết nên không thể nào nhìn được tình huống ở bên trong thức hải, nhưng phản ứng của thân thể làm cho gã phát hiện được hoàn cảnh hiện tại. Sát khí không thể nào bị khu trừ, có đúng không? Ánh mắt của Cáp Cống cũng từ cực nóng lúc ban đầu đã chậm rãi lạnh lùng, sau đó hỏi. Mẫu thần của Đồ Á nghe xong lời nói này, sắc mặt tái nhợt, Viên Minh nặng nề không nói gì. Bấy giờ hắn đã xác thực đã là vô kế khả thi. Viên Minh đại nhân, vô luận như thế nào cũng xin người cứu phu quân của ta một mạng, bắt ta đổi cái mạng này cũng được. Mẫu thần Đồ Á dập đầu ở trước người Viên Minh không ngừng. Van xin người, Đồ Á cũng khẩn cầu nói. Viên Minh không trả lời hai người, lại nhìn xung quanh. Hắn bước lên con đường tu luyện không lâu, kiến thức có hạn, năng lực thì lại càng có hạn. Bây giờ đã hữu tâm vô lực, hiện tại có năng lực cứu Cáp Cống thì chỉ có mèo bạc kia, không biết nó có theo tới đây hay không. Hiện giờ gần như là một mảnh tĩnh mịch, chỉ có thể nghe được tiếng minh phong thổi, ngoài ra không còn động tĩnh gì khác. Viên Minh thở dài, cho dù mèo bạc ở gần thì hiển nhiên với phản ứng này nó cũng không nguyện ý tiến đến. Sống chết có số, các người chớ có để Viên Minh huynh khó xử. Cáp Cống nhắm mắt lại, khi mở ra đã trở nên tĩnh lặng dị thường, trầm giọng nói với thể nữ. Mẫu tử Đồ Á ngưng dập đầu đưa người ra. Cáp Cống huynh, thực lực của ta không đủ, hôm nay chỉ sợ không cách nào cứu được ngươi. Trong mắt của Viên Minh lóe lên một tia áy náy. Cớ gì Viên Minh huynh lại nói những lời như thế? Ngươi giúp ta khôi phục thần trí, để cho ta tạm biệt thê nữ đã là ân huệ cực lớn rồi, chứ đừng nói là ngươi vì giải cứu Đồ Á đã công nhiên chống lại mệnh lệnh của Bích La Động. Tài hạ cũng không phải là người lòng tham không đáy, sao lại yêu cầu nhiều hơn được chứ? Cáp Cống cười lớn nói. Cáp Cống huynh, người có tâm nguyện gì, chỉ cần ta đủ khả năng, ta sẽ giúp ngươi hoàn thành. Viên Minh vẫn khó xử hỏi. Cáp Cống nghe xong lời nói này, đang muốn nói, thế nhưng cả người đột nhiên định trụ, miệng duy trì động tác mở ra, thần hồn ở bên trên huyết liên rung động âm ầm không ngừng. Trong thức hải của gã nổi lên một tầng huyết quang, huyết sắc ở trong hai mắt nhanh chóng lan tràn. Đột nhiên Viên Minh thay đổi thần sắc, vội vàng thả ra hai con hồn nhà dò thét xung quanh, đồng thời một lần nữa thôi động cối xay màu đen, toàn lực chấn áp huyết liên. Chỉ là hắn tiêu hao hồn lực không nhỏ, toàn lực thi triển ngự thú thuật cũng đã không thể nào chấn áp lại được huyết liên. Viên huynh, mẫu tử Đồ Á nhờ người chiếu cố. Con mắt của Cáp Cống mở to, quá nửa đã biến thành huyết sắc, lý trí là một lần nữa lung lay sắp đổ,
gian nan mở miệng. Nói xong lời này, hai tay của gã bỗng nhiên nắm chặt cổ mình. Cáp Cống huynh, ngươi... Viên Minh ý thức được Cáp Cống muốn làm gì đó, vô thức muốn ngăn trở. Cáp Cống nhìn lại, vẻ thanh minh lưu lại ở bên trong ánh mắt, lộ ra một tia kiên quyết. Cánh tay của Viên Minh nâng lên cứng đờ, sau khi lách mình xuất hiện ở bên cạnh đồ á, đưa tay che con mắt của nàng. Cáp Cống lộ ra vẻ mặt cảm kích, hai tay bỗng nhiên dùng sức, rắc một tiếng. Gã bẻ gãy cái cổ lạch qua một bên, huyết quang ở trong mắt cũng đều tiêu tán, cả người đã mất đi tất cả lực lượng, treo ở bên trong mộc lao thuật. Phu quân! Mẫu thần đồ á nghẹn ngào khóc giống. Mẫu thần, phu thân thế nào? Đồ á dùng sức kéo cánh tay của Viên Minh ra, kêu khóc hỏi. Viên Minh không buông tay ra, tay trái nhẹ nhàng vỗ vào trên cổ của đồ á. Đồ á mềm nhũn ra, cúi đầu ngất đi. Chương 114, đặt mình vào nguy hiểm. Người đã làm gì? Mẫu thần của đồ á nhìn thấy đồ á lâm vào hôn mê, thì bất chấp cái chết của trượng phu mà đánh tới. Có người đến, muốn nữ nhi của người sống thì đừng nói nữa. Viên Minh duỗi tay vượn ra, ép mẫu thần đồ á trên mặt đất. Mẫu thần đồ á trừng to mắt, không dám nói nữa. Một tay của Viên Minh bế mẫu tử đồ á lên, trong ngực ẩn hiện thanh quang, cả người lơ lửng bay đi nơi xa. Trong chớp mắt đã biến mất ở trong rừng. Theo Viên Minh rời đi, dây leo xung quanh Cáp Cống cũng giải trừ, từ hắc yêu đằng đều chui cả vào bên trong lòng đất, biến mất không còn thấy gì nữa. Thi thể của Cáp Cống mất đi trèo trống, ngã ở trên mặt đất, phát ra một tiếng vang trầm thấp. Thân ảnh của ba người Viên Minh biến mất không bao lâu, thì có mấy đạo thân ảnh từ đằng xa bay vút đến. Trong chớp mắt đến gần, chính là ba người Khôn Đồ, Hô Hỏa và Ô Lỗ. Khôn Đồ và Ô Lỗ một trước một sau ở trên linh thú thanh lang. Hô Hỏa không triệu hoán thanh chuẩn mà chỉ là đi bộ. Nhìn thấy thi thể của Cáp Cống, mặc dù Hô Hỏa đã sớm có cảm ứng, nhưng sắc mặt vẫn trầm xuống. Gã đã sớm thông qua bí thuật ở bên trong thức hải của Cáp Cống, cảm ứng được Viên Minh ở chỗ này, chỉ là thực lực của Viên Minh cường đại, thủ đoạn lại quỷ dị. Trước đó Hô Hỏa liên tiếp ăn thiệt thòi, cho nên không dám đối mặt một mình. Ở trong dãy núi, gã ngẫu nhiên tìm thấy Khôn Đồ và Ô Lỗ, bây giờ mới đuổi tới. Nào biết chỉ hoãn một chút mà Viên Minh đã đánh giết Cáp Cống, rồi một lần nữa mất đi bóng dáng. Viên Minh quan hệ mật thiết với Cáp Cống, không nghĩ ra hắn lại thực sự hạ thủ, xem ra phải nhìn lại tính tình của người này. Hô Hỏa, mới vừa rồi không phải người thể sống thể chết nói Viên Minh ở chỗ này mà, thế người đâu? Khôn Đồ nhìn qua thi thể của Cáp Cống một chút, rồi rời ánh mắt quát chất vấn. Trước đây không lâu, Viên Minh xác thực đã tới nơi này. Hắn là phát hiện được chúng ta tới đây nên mới chạy. Tiểu tử này không ít tầm nhãn, nhưng mà vội vàng rút lui chắc chắn sẽ lưu lại vết tích, không khó phán đoán phương hướng hắn đào tẩu. Hô Hỏa chẳng những không nổi giận, ngược lại còn bồi tiếu nói. À, thật sao? Vậy làm phiền Hô Hỏa trưởng lão người tìm một chút đi. Dù sao tiểu tử kia cũng đã từng do ngươi quản hạt, hẳn là ngươi rất quen thuộc đối với hắn. Khôn Đồ khẽ cười một tiếng, nói đến hai chữ trưởng lão thì cố ý kéo dài ngữ điệu. Trong ánh mắt của Hô Hỏa lướt qua một chút giận dữ, lập tức cố đè xuống lục lọi ở gần. Rất nhanh ở bên cạnh thi thể của Cáp Cống phát hiện dấu chân của Viên Minh, rồi vội vàng tìm kiếm nguồn gốc. Nhưng mà cái dấu chân chỉ có lai lịch, đi nơi nào thì lại không biết. Như thể tiêu thất vào bên trong không trung vậy. Sao rồi, có tìm tới tung tích thú nô kia không? Khôn Đồ chậm rãi đi tới. Tiểu tử kia không biết đã dùng thủ đoạn gì, tựa hồ thu phục một con linh thú phi cầm, mang theo hắn bay lên không. Sau khi nói như thế thì sắc mặt của Hô Hỏa âm tình bất định một hồi. Nếu nói đến linh thú phi cầm, không có mấy loại có thể vượt qua thanh chuẩn của ngươi, vậy vất vả cho ngươi đi tìm rồi. Khôn Đồ nói, cái này là đương nhiên, chỉ là Viên Minh xưa đâu bằng nay, chỉ sợ một mình ta không phải là đối thủ. Đến lúc đó ta lấy ám hiệu khói lửa truyền tin, hai vị cần phải mau mau chạy đến. Hô Hỏa lấy lòng nói, ta và tiểu tử này thế bất lưỡng tập, còn cần ngươi phải nhắc sao? Khôn Đồ hừ một tiếng tức giận nói, tốt, vậy ta đi trước. Hô Hỏa cúi đầu khom lưng, và tay triệu hồi ra thanh chuẩn, chờ gã sông lên trời. Chỉ là một chấp sự, bị mấy tên thú nổ gọi vài tiếng trưởng lão, đã quên mất thân phận của mình rồi. Khôn Đồ nhổ ra một ngụm nước miếng. Khôn Đồ sư huynh,
Dù sao Hồ Hòa cũng là một tên chấp sự, rất có nhân mạch ở Thú Nô Đường, tự hồ không cho hắn mặt mũi sẽ làm hắn thẹn quá hóa giận, cũng không thích xen vào chuyện của người khác. Ô Lỗ có chút muốn nói lại thôi. Hắn không chỉ cần thứ ở trong tay ta, vẫn còn cầu ở ta, chẳng lẽ dám lật trời sao? Chính là ta không quen nhìn hắn diễn như vậy. Khôn Đồ cười lạnh nói, vậy tiếp theo chúng ta làm thế nào? Ô Lỗ hỏi. Mặc dù Hồ Hòa không tốt, nhưng phương diện Thanh Chuẩn vẫn còn có chút thủ đoạn tìm người. Chúng ta đi theo, vừa vặn hắn đánh trận đầu, xem thực hư tìm kiếm tiểu tử Viên Minh này ra sao. Tiểu tử này nhập môn không bao lâu, tiến triển nhanh như vậy, ta muốn xem rốt cuộc trên người hắn cất giấu bí mật gì. Khôn Đồ vừa cười vừa nói, sư huynh cao kiến. Ô Lỗ khen. Khôn Đồ cười đắc ý, mang theo Ô Lỗ đuổi theo hướng Hồ Hòa phi đồn. Viên Minh mang theo hai người đồ á bay về phía trước vài dặm, làm pháp lực tiêu hao không ít nên đáp xuống ở một chỗ bí mật trong rừng. Các người trốn ở bên trong đi, không nên phát ra tiếng động, tất cả phải chờ ta trở lại rồi lại nói tiếp. Viên Minh chỉ vào chỗ ở gần một bụi cây rậm rạp. Mậu thần đồ á liên tục gật đầu, đợi lấy đồ á đang bị ngất xỉu vào bên trong lồng ngực. Mà Viên Minh không dừng lại ở đây, đứng dậy chạy đi. Mặc dù hắn dùng lưu hương thần bí ngự không chạy trốn được một khoảng cách, thế nhưng thủ đoạn của bọn người Khôn Đồ rất nhiều, rất nhanh sẽ lại đuổi kịp. Tiếp tục mang theo hai người đồ á sẽ chỉ làm tăng thêm nguy hiểm. Mặc dù có mạo hiểm một chút, nhưng để hai nữ tử lưu lại ở nơi đây thì hiện tại là cách làm tương đối ổn thỏa. Trong quá trình chạy đi, Viên Minh thả ra một con hồn nha, dò xét động tĩnh xung quanh, đồng thời lấy ra một viên tinh thạch lục sắc nắm ở trong lòng bàn tay. Chính là một viên linh thạch mộc thuộc tính, là linh thạch hỏa thuộc tính hắn lấy được từ bên trong đảo sương mù, sau đó đi Thanh Phù Đường đổi lại. Linh lực tinh thuần từ bên trong linh thạch chảy xuôi, khôi phục nhanh chóng pháp lực gần như khô cạn trong đan điền của Viên Minh. Hiệu quả của linh thạch khôi phục pháp lực là không sai, đáng tiếc không thể buông ra dùng được. Hắn có chút nhức nhối, lẩm bẩm nói một câu, rồi tăng tốc bước chân, thế nhưng không đi được bao xa thì khẽ cau mày. Hồn nhà hắn thả ra ngoài dò xét ở xung quanh, đã phát hiện Hồ Hòa cưỡi Thanh Chuẩn mau chóng đuổi tới. Bấy giờ Hồ Hòa cũng phát hiện ra phương vị đại khái của Viên Minh, lập tức phát ra một tín hiệu khói lửa từ giữa không trung, sau đó điều khiển Thanh Chuẩn đuổi sát tới. Lúc này Viên Minh thi triển vô ảnh bộ, tăng tốc lao vào bên trong rừng cây. Mặc dù vô ảnh bộ của hắn nhanh, thế nhưng so với Thanh Chuẩn vẫn chênh lệch tương đối xa, cũng không bao lâu sau đã bị đuổi kịp. Hồ Hòa điều khiển Thanh Chuẩn trực tiếp bay qua đỉnh đầu của Viên Minh, bỗng nhiên xoay người, hùng hằng vỗ hai cánh xuống dưới một cái. Một cơn cuồng phong nổi lên, khí lưu trong phương viên mấy chục trượng quét ngang, đại thú điên cuồng rung lắc, cát bay đá chạy. Viên Minh thấy thế, không lùi mà tiến tới, lao vào bên trong cuồng phong. Một trong hai chân phóng ra một bước, dùng sức bàn chân dập mạnh vào bên trong mặt đất. Mặc dù tốc độ hơi chậm, nhưng lại không bị cuồng phong làm ảnh hưởng. Hồ Hỏa nhướng mày, vừa điều khiển Thanh Chuẩn bảo trì khoảng cách nhất định với Viên Minh, hai tay cũng huy động trong hư không, mấy đạo phong nhận màu xanh gào thét bắn ra, vọt tới Viên Minh. Đồng thời có chút nóng này, nhìn đến một phương hướng khác, hiển nhiên là đang chờ đợi bọn người Khôn Đồ đuổi tới. Viên Minh linh hoạt xê dịch thân hình, tránh đi từng cái phong nhận tập kích, tốc độ tiến lên cũng chỉ là nhận một chút ảnh hưởng mà thôi. Hồ Hỏa thấy thế thì đột nhiên nhảy xuống từ bên trên Thanh Chuẩn, hạ xuống gần trước một cây đại thụ, giương một tay lên. Thanh Chuẩn đánh tới Viên Minh, hai cánh bỗng nhiên dựng thẳng, cơ hồ khép lại cùng một chỗ, nhìn giống như là một cự tiễn màu xanh. Trong khoảnh khắc lao đến trước người Viên Minh, hai thiết chảo mang theo kình phong sắc bén vô cùng chụp vào đầu của Viên Minh. Nhìn uy lực của một chảo này thì dù đầu người bằng sắt cũng có thể bị nhổ ra được. Đến rất đúng lúc, Viên Minh khẽ quát một tiếng, đưa tay vung lên. Ở trên đỉnh đầu của hắn hiện lên xích ảnh, một chiếc búa lớn đỏ lửa lăng không hiện ra, xoay tròn, rồi đánh về phía Thanh Chuẩn, chính là cây búa lớn có được từ bên trong đảo sương mù. Thanh Chuẩn không ngờ tới biến cố này, đã không kịp thu chảo, hai thiết chảo hùng hằng chộp vào bên trên của chiếc búa lớn màu đỏ lửa. Ầm một tiếng chói tai vang lên, chiếc búa lớn đỏ lửa bị đánh bay, trên mặt hiện ra mấy vết cào, cũng không sâu, dáng vẻ không có trở ngại gì. Còn lợi chào của Thanh Chuẩn thì bị đứt đoạn, máu tươi chen chúc chảy ra, thân hình nghiêng trái lệch phải bên cạnh, ầm một tiếng đâm vào bên trên một cái đại thụ. Không đợi nó giữ vững thân thể,
Vèo một tiếng duệ khiếu truyền tới từ bên cạnh, một thanh bảo kiếm màu xanh từ bên trong rừng cây bắn ra, thẳng đến ngực của Thanh Chuẩn, chính là thanh ngư kiếm. "Tiểu tử, ngươi dám đả thương linh sủng của ta!" Hồ Hỏa hét lớn một tiếng, vội vàng vỗ bên hông, trong lòng bàn tay có thêm một mặt tiểu kỳ tam giác màu đỏ lửa, phía trên thêu một con kim thiền ba chân, chính là pháp khí trước đây sử dụng để truy sát Viên Minh. Gã nắm chặt tiểu kỳ tam giác, vùng về phía trước một cái. Kim thiền ở bên trên tiểu kỳ tam giác giống như sống lại, há mồm phun ra một cái. Ngay sau đó, một cỗ hỏa diễm đỏ lửa mãnh liệt trào ra, trong khoảnh khắc khuếch tán ra hơn 10 trượng, mang theo sóng nhiệt sáng rực đánh vào bên trên bảo kiếm màu xanh, dễ dàng đánh bay nó. Hồ Hỏa thầm nhẹ nhàng thở ra, nhưng lại chưa muốn đánh giáp lá cà với Viên Minh, mà là dự định là một lần nữa thôi động tiểu kỳ tam giác quấy rối Viên Minh, giữ chân, chờ đợi bọn người khôn đồ đến. Thế nhưng đột nhiên xảy ra dị biến, từ rừng cây ở bên cạnh của gã có bóng đen hiện lên, một con hồn nhà không có một dấu hiệu nào bắn vọt ra, thẳng tới trước mặt của gã. "Thứ gì đây?" Hồ Hỏa giật mình, vội vàng tránh hướng bên cạnh, nhưng thời khắc này, phương hướng của gã né tránh, lại có bóng đèn lóe lên, là một con hồn nhà nữa đánh tới nhanh như điện. Lần này gã không thể tránh thoát được, bị vả trúng. Hồn nhà tiến về bên trong thức hải của Hồ Hỏa, hùng hăng bạo liệt ầm vang trùng kích thân hồn. Thân hồn của Hồ Hỏa bị trọng thương, ôm đầu kêu la thảm thiết, tiểu kỳ tam giác rơi khỏi bàn tay, người cũng từ trên cây đại thụ ầm ầm nện xuống mặt đất. Rắc một tiếng nhỏ, bắp chân của gã đã bị gãy, nhưng tu vi của Hồ Hỏa thâm hậu, thần hồn cũng mạnh hơn cáp cống, dưới kích thích thống khổ do xương gãy, vậy mà ý thức đã được khôi phục lại. Cách đó không xa, trên một cây đại thụ bên cạnh, Viên Minh kinh ngạc. Đau đớn lại có thể kích thích, hỗ trợ địch nhân thoát khỏi ảnh hưởng của tràng hồn. Xem ra lúc đối địch sau này cũng phải cẩn thận điểm ấy. "Côn đồ, cứu ta!" Ý thức của Hồ Hỏa khó khăn lắm mới khôi phục lại được, trong miệng hét lớn một tiếng, đồng thời cố gắng ngồi dậy, nhưng mặt đất ở bên cạnh đột nhiên vỡ ra, một cái tử hắc yêu đằng bắn ra. Phốc một tiếng, yêu đằng đâm vào cổ họng của Hồ Hỏa, xuyên thủng cổ của gã. Hồ Hỏa oà một tiếng phun ra một ngụm máu tươi lớn, há to mồm muốn nói, thế nhưng thần thái ở trong ánh mắt nhanh chóng ảm đạm, mềm oặt ngã ra trên mặt đất, biến thành một cỗ thi thể. Cách đó không xa, Thanh Chuẩn vừa mới giữ vững thân thể, đang muốn tới tương trợ, nhưng Hồ Hỏa đã chết. Trên đầu của Thanh Chuẩn đột nhiên hiện ra một vòng hắc quang, mấy phù văn màu đen lớn trong quả đấm hiện lên, sau đó im lặng tiêu tán. Thanh Chuẩn giật mình, mấy hơi thở sau mới kịp khôi phục lại, trong mắt lộ ra quang mang mừng rỡ. Trải qua thời gian dài bị cầm cố, hiện giờ đã được giải trừ bí pháp giam cầm thân hồn. Mặc dù đối với thần hồn của nó sẽ tạo thành tổn thương nhất định, thế nhưng so với việc giành lấy tự do thì lại không đáng kể một chút nào. Thanh Chuẩn nhìn cũng không nhìn thi thể của Hồ Hỏa một cái nào, quay người vỗ cánh bay đi. Viên Minh nhẹ nhàng thở ra, viện thân cây rồi chậm rãi ngồi xuống. Mấy lần công kích nhìn như bình thường, nhưng kỳ thật đã là hắn vận dụng toàn lực, thậm chí không tiếc lấy bản thân làm mồi nhử, nếu không cũng không thể nhất cử đánh giết Hồ Hỏa. Trong lòng của hắn biết rõ đối phương rất nhiều người, nếu như không thể thừa dịp đối phương lạc đàn, bị chia ra rồi lại bị đánh tan, đợi đối phương tụ tập một chỗ thì chính là lúc mình xui xẻo. Hết chương 114. Chư vị hãy đăng ký kênh để nhận được thông báo tập truyện mới nhất. Cảm ơn và hẹn gặp lại.